Vâng, xin chào quý cô chú anh chị để quay trở lại với video của em. Đêm nay là đêm thứ 6, Quân lặn tại đảo Bún Cụm nha. Hiện tại thì Quân sẽ ở đây để làm. Mỗi khi thì hết chỗ làm thì mấy anh em Quân sẽ chuyển đảo. Bây giờ thì Quân vẫn ở tại đảo Bún Cụm này nha. Đây. Hôm nay thì Quân lặn điểm quả mạng ngứa như thế này, rõ lệ thổi luôn. Thì ít khi mà em lắm, tầm tháng 3 tháng 4 đi tới thì chị em. Đây, ở trong này là ở trong gò nha cả nhà. Ở trong gò thì quên lặn tựa đi vậy, có thể chừng đi vậy. Thì đi mấy anh em quên không có vô gò được đâu, tại vì sóng á, khó để vô. Ở đoàn gò thì nước rất là cạn luôn. Mấy anh em qua đứng tới nha. Còn ở ngoài này thì ở ngoài vực chắc là sau. Rồi, mấy anh em sẽ chờ tới tối về vô đồ nha. Vô đồ để lặn. Hiện tại thì canh giờ thì tầm khoảng 5:26. Cho đến khi 5:50 thì mấy anh em qua sẽ nhảy về lặn nha. Rồi, bây giờ thì cái nhà cùng rớt xem. Rồi, mấy anh em cũng để chuẩn bị sẵn sàng rồi ha. Bây giờ mấy anh em quên sẽ chạy nha. Đó. Rồi tiếp tục lại là lặn biển của Quân. Hôm nay thì Quân lặn mực nước thì tầm khoảng 7 đến 8 xào tay. Nước thì hôm nay cũng rất là trong. Để Quân thử xem cái điểm lặn này có những hải sản gì hay không. Ôi Quân nói thiệt chơi nước rất là lạnh luôn cả nhà. Lạnh lắm. Nước cái tháng đầu mùa này thì khó nói. Mấy anh em khi lặn thì phải sẽ thả tự do xuống nha. Rồi cũng đáp dạng. Bây giờ thì cùng đi săn thôi. Vừa đầu tiên thì Quân đã phát hiện một cái hang ổ của tôm tít. Chỗ này em của Quân đang có nhớ cái con mồi để con tôm tít nó nảy và dính vào nha. Đây nó đã dính vào rồi. Những cái con tôm tít thì sau khi nó nảy thì nó sẽ dính vào những con cá về nó sẽ không nảy được. Em của Quân cầm được cái càng của nó rồi. Bây giờ thì sẽ tạo tay xuống lấy. Những cái con tôm tít này ăn rất là ngon luôn. Nên mấy anh em sẽ bắt sống và bỏ lên kia. Sau khi có dịp gì thì mấy anh em sẽ lấy lên về thưởng thức ha. Đây cuối cùng cũng để lùa nó lên được rồi. Sau khi nó lên trên thì nó sẽ không làm được gì đâu. Còn ở dưới thì nó rất là nguy hiểm. Nó nảy một cái thì khó nói. Đau lắm. Tại vì mấy anh em quên đi á, không có để ý. Nên nó sẽ nảy. Tiếp tục là một con cái mú. Quên để phát hiện ở trong hang đá. Đây là một con cái mú giắn, mú cờ. Con này rất là to. Tại vì mấy anh em Quân nhảy xuống dưới nước á, thì tầm khoảng 7-8 xào tay thôi. Xong mấy anh em Quân đi ra ngoài tầm khoảng 10-11 xào tay. Chỗ này thì cái điểm lặn này có cái mú nên mấy anh em Quân sẽ ra ngoài ha. Đây, mấy anh em Quân cũng đã bắt được nó rồi. Cái con cái mú này cũng có vẻ là to. Để Quân sẽ kêu anh hai lại về cùng hợp sức xong để lái về nha. Con này mạnh lắm, những cái con kia mú thì mạnh khó nói luôn.
sau khi một hồi lâu thì mấy anh em cũng để lấy về một con heo mú. Đây anh em, ồ cái con này thì quanh độ đó thì tầm 2 đến 3 kg á, còn này rất là to. Cái mú thì quanh bán thì tầm 90 đến 100 nghìn một ký, có thể lên 110 đến 120 nghìn một ký. Wow, con này đỏ ghê ha. Đây là một con ốc bì. Ốc bì này thì ruột nó ăn rất là ngon. Quanh bán thì tầm 30 đến 35 nghìn con. Có thể thương lái mua thì sẽ có thể lên. Một hồi lên một hồi xuống, rất là khó để biết giá. Chỗ này anh Ba của quanh đã phát hiện một con tôm hùm. Đây có bắt này, đây. Anh Ba của quanh cũng đã bắt được rồi. Con này to này. Để anh Bè quên sẽ lái xe thử xem. Ở cái con tôm hùm này thì quên độ đó thì tầm 1 kg hơn. Rất là tuyệt vời luôn. Tôm này thì quên bán cho thương lái thì tầm khoảng 800 đến 900 nghìn 1 kg. Wow, được tiền ghê ha. Anh Bè của quên bắt gọn lai tay luôn nè. Mấy anh em quanh làng biển thì gặp những con hải sản chất liệt keo thì rất là mừng luôn. Cái con này thì mấy anh em bội thu vào lẻ được một liệu rồi. Rất là đẻ luôn. Rồi, cũng để bao về vợt rồi. Bây giờ thì quanh mong sẽ gặp tiếp theo những hải sản chất liệt keo. Chỗ này thì quanh để phát hiện một con ốc hoa cổ đại luôn. Con này thì ở nước sâu thì lẻ loi một mình con này nè. Những các con ốc khoe thì ở nước sâu thì rất là to. Tại vì ốc khoe thì nó thường hay ở trong cạn, lâu lắm mới ở ngoài thì có một con, nên nó sẽ to và dài như thế này. Ốc khoe thì quanh bán vỏ thì tầm khoảng 35.000 một ký. Wow, tiếp tục là lại thêm một con ốc khoe cổ đại nữa. Cái chỗ này thì quên để lạc vào rừng rậm Amazon rồi cả nhà. Quên nói đùa thôi chứ đây là những cái dây vòi voi. Tại vì ở nước tầm khoảng 9 đến 10 sải thì nó sẽ có. Nó rất là nhiều luôn cả nhà. Đây để quên sẽ qua cho cả nhà xem này. Ồ nhiều lắm. Những cái dây vòi voi này thì nước sâu thì nó mới nhiều như thế này. Còn nước cạn thì rất là ít luôn. Wow, tiếp tục mấy anh em cũng để phát hiện một con gì có giác lị nè. Ồ, đó là một con tôm hùm nữa nè. Ồ, con này còn to hơn con trước nhiều nha. Chỗ này anh Ba của quanh cũng để phát hiện. Wow, to này còn to ghê chưa. Anh Ba của quanh đang có chụp nó nè. Đùa, cũng đã chụp được rồi. Ồ, cực kỳ đẻ luôn. Tôm này thì quanh độ thì tầm khoảng 1.4 đến 1.5 kg. Để anh Ba của quanh sẽ lấy về thử xem nha. Wow, to cực kỳ luôn cái nhà. Mấy anh em quên đêm nay sẽ buổi thu lắm đây. Quên mong thì sẽ vậy. Wow, cái càng dài ghê chưa. Oh.
Tiếp tục chỗ này thì em của quân cũng để săn được một con ké. Đó là một con ké mũ én mũ cờ. Wow, các con những con mũ én này thì đỏ ghê chưa. Con này con nói to ha. Mấy anh em quân cũng để đúng điểm rồi. Quân gặp thêm một con cái mũ yến ở trong hang đá này nè. Có vị là toàn này mấy anh em gặp điểm cái mũ yến rồi đó. Để quân sẽ lại thử xem. Cái con này thì quân độ có vị là to nè. Đó cái nhà thâu quân để chịu được rồi. Ô đó là hai con luôn cái nhà. Ô quân cái nhà thấy không, hai con ké luôn kìa, hai cái đầu luôn. Ô quân thật là may mắn luôn, gặp hai con ké mũ yến luôn. Tại vì các con trước thì rất là to thì quân sẽ chữa con trước. Cái con này thì quân sẽ chữa sau. Quân cũng để làm một phát rồi. Chắc nó cũng để đơ. Để quân sẽ lấy dê nha. Ồ, con này to đấy. Và quân gặp những con cái mũi yến thì rất là khóa luôn. Đây, quân cũng để lừa nó dê được rồi. Và con này to đấy. Con này tầm khoảng 2-3 kg. Ồ, nó dạy rùa mạnh ghê chưa. Wow, coi cái họng của nó kìa, nó hé dê thật là to ha. Warner để xâm chết rồi cả nhà. Bây giờ thì Warner sẽ bảo vệ vật thôi. Quá là tuyệt vời luôn. Sau khi bảo vệ vật thì Warner sẽ tìm tiếp các con thứ hai. Tại vì hồi nãy Warner gặp hai con. Để tôi xem nó có còn ở đây hay không. Warner băng lại còn ở đây. Ồ, Warner kiếm hoài không thấy luôn, chắc nó chạy hay sao á. Để quên sẽ kiếm thử xem sao. Ồ, có nhiều lỗ ghê chưa, chắc nó chạy rồi, tiếc ghê. Thôi bỏ nó luôn. Chỗ này anh bé của quên để nháy đèn quên lại để xem thấy con gì nè. Ồ, đó là một con ốc đu con, cũng là có một cái tên gọi là ốc hoàng hậu. Và con này to đấy. Ốc đu con thì quên bán thì tầm 4-500 nghìn một ký, rất là được tiền luôn. Con nào xấu là này nặng ký, con nào tốt thì rất là nhỉ ký luôn. Con này thì con độ đâu đó thì tầm khoảng 2,5 kg. Wow, quá đẻ luôn cả nhà ơi. Sau khi quên cầm một con ốc đu con thì quên rất là mừng luôn. Cầm một liều trên tay. Wow, quên mừng quá sẽ bỏ về vật thôi. Chỗ này thì anh hai của quên để chui vào lấy con ốc đu con này. Ôi, tại vì các con ốc đu con á, nó chui vào cái hang động khá là sâu luôn. Ở cái nhà thấy không, sao cực kỳ. Đây, anh hai của quên cũng để lái xe rồi. Ô, tiếp theo là một con ốc hoàng hậu. Cái con này thì nhỏ hơn con trước. Wow, quá đẻ luôn cái nhà ơi. Đây, cái hang này thì con ốc đu con nó nằm ở trong đó nha. Anh hai của Warner phải chui vào lấy. Chui hết cái mình luôn mới lấy được cái con ốc đu con đó. Tiếp theo thì Warner để săn được một con ké. Đây là một con ké hồng chìa. Loài ké hồng chìa thì nó sẽ ở trong cái đá, nó chạy qua chạy lại rất là khó để chữa nó. Cái này thì quên bán thì tầm 35-40 nghìn một ký. Ở cái chỗ này thì mấy anh em quên cũng để đến giờ lên rồi. Tại vì nước sâu, mấy anh em quên không có nặng nhiều. Tầm khoảng 1,5 tiếng để lên rồi. Do nước sâu thì mấy anh em quên đi một hồi lâu thì nó sẽ gây đến nước nhức chân, phải lên sớm nha. Rồi bây giờ thì quên sẽ lên kênh về cùng xem thành quả với anh em quên nha. Quên vừa lên kênh nha cái nhà.
anh em sẽ đổ cái xe về xe bà sẽ cùng với quân nha. À, mà anh em vừa lên luôn. Tạm nộp tiền của mà anh em quân. Đây là tôm tôm xanh. Rất là to luôn. Tôm này rất là to luôn. Đi đây chỗ có tôm ha. Ừ. Có đồ không hả? Ờ, được hai con ké bò dép nha cái nhà. Bò dép ké lần thừa luôn. Tiếp theo một con tôm xanh nữa đây. Wow. To ghê ha. Là tôm này thì em cứ chắc là ngon luôn. Anh em lên sẽ lấy những vật hàng sống này lên để bỏ vào kia nha. Rồi, bây giờ thì mấy anh em sẽ vào kéo vô. Wow, được hai con ốc đuôi cong, thật là to luôn. Lớp ốc này thì mấy anh em không có phân biệt xấu về đẹp đâu. Con nào nặng ký là được tiền thôi. Đây. Wow, hai con to ghê. Con này ở đâu đó tầm 2 đến 3 ký. Chắc cỡ 2 ký á. Con này thì 1,5 ký. Wow, rất là đẹp luôn. Wow. Đây là cái mũ, mũ yán nha cái nhỉ. Con này thì anh em gặp nhiều cái mũ yán ghê á. Con này con nói thật to luôn. Đó lè nó lét luôn nè. Wow. Cái thẹn có một con cái giớm. Cái này dòng họ của cái bắc quỷ nha.